Cá voi là một trong những loài động vật biển hấp dẫn nhất hiện nay, chủ yếu là do hành trình tiến hóa đáng chú ý, kích thước ấn tượng và khả năng thích nghi độc đáo của chúng. Cá voi xanh không chỉ là loài động vật biển lớn nhất, nó cũng là loài động vật lớn nhất được biết đến từ hồ sơ hóa thạch hiện tại, vượt qua kích thước của bất kỳ loài nào được biết đến khác. Tổ tiên của loài thú biển này là động vật có vú sống trên cạn, bắt đầu di cư ra biển khoảng 55 triệu năm trước. Trong suốt đại tân sinh, cá voi dần dần phát triển khả năng thích nghi khiến chúng phù hợp hơn với cuộc sống ở ngôi nhà mới trong hệ sinh thái biển. Theo nghiên cứu gần đây, họ hẹn gần nhất còn sống của loài cá voi này là hà mã. Trong hành trình từ lối sống trên cạn cho đến lối sống hoàn toàn dưới nước, đã có rất nhiều loài cá voi thời tiền sử. Hầu hết chúng khác biệt đáng kể so với các loài hiện tại về hình dáng tổng thể và về vị trí sinh thái. Trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ cùng tìm hiểu về một số loài cá voi đã sống cách đây 55 triệu năm và cung cấp cái nhìn tổng quan về một số sự hấp dẫn nhất về chúng. Nội dung trong video này được chúng mình cập nhật từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đến chính, các bạn vui lòng bình luận bên dưới để mình và các anh em viewer cùng tham khảo nhé. Còn bây giờ thì hãy ấn like, subscribe ủng hộ Ultrasa, rồi chúng ta đến với những nội dung chính của video ngày hôm nay thôi nào. Số 15. Bakicetus. Trước khi cá voi chuyển sang lối sống hoàn toàn dưới nước, những con cá voi thời tiền sử như Bakicetus sống trên cạn. Loài động vật có vú có kích thước bằng con sói này còn sống khoảng 50 triệu năm trước trong kỷ nguyên Eocene. Bakicetus được coi là một trong những tổ tiên sớm nhất của cá voi hiện đại. Cơ thể của Bakicetus giống cơ thể của một loài động vật có vú trên cạn điển hình, nhưng đầu của nó lại giống cá voi một cách rõ ràng. Nó là loài lưỡng cư, nghĩa là nó dành một phần thời gian trên đất liền cũng như một phần thời gian đáng kể ở dưới nước săn cá và các loài động vật nhỏ khác. Số 14. Cuchicetus. Cuchicetus là một loài cá voi tiền sử sống ở biên giới ven biển Ấn Độ và Pakistan khoảng 45 triệu năm trước. Nó tương tự như các loài giáp xác dạng sớm nhưng có kích thước nhỏ hơn một chút. Trên thực tế, Cuchicetus được coi là loài nhỏ nhất trong số các loài giáp xác đầu tiên của kỷ Eocene. Nó có tứ chi ngắn nhưng vẫn khá duyên dáng trên cạn. Ở dưới nước, Cuchicetus có thể bơi tích cực bằng cách sử dụng các chuyển động nhấp nhô của cơ thể và chiếc đuôi chắc khỏe của nó. Điều này tương tự như cách bơi của các loài động vật có vú bán thủy sinh như rái cá ngày nay. Loài cá voi thời tiền sử này có mõm tương đối ngắn và có thể ăn cá nhỏ và mực. Số 13. Ambulocetus. Ambulocetus là một trong những loài cá voi tiền sử nổi tiếng nhất nhờ bộ xương khá hoàn chỉnh được thu thập từ Pakistan vào năm 1992. Nó sống ở các vùng của Pakistan khoảng 47 triệu năm trước. Ambulocetus có thân hình khá cường tráng, thon gọn nhưng chân ngắn và có màng bơi. Cá voi thời tiền sử này có mõm rộng, mắt nằm trên đỉnh đầu giống như mắt cá sấu hiện đại. Nó có khả năng đi lại trên đất liền, nhưng với kích thước của các chi, nó có thể đi lệch bạch một cách vụng về giống như các loài sư tử biển hiện đại khi ở trên cạn. Số 12. Rotocetus. Rotocetus là một loài cá voi thời tiền sử sống cách đây khoảng 48 triệu năm. Không giống như tổ tiên cá voi trước đây, có các chi phát triển tốt. Xương chân của Rotocetus trông không có vẻ như có thể chịu được trọng lượng. Đây là một trong những bằng chứng cho thấy Rotocetus dành nhiều thời gian ở dưới nước hơn những loài tiền nhiệm sống trên cạn. Tuy nhiên, các chuyên gia cho rằng nó vẫn có khả năng đi lại hoặc kéo lê cơ thể lớn thun gọn trên đất liền khi cần thiết. Ở dưới nước, bàn chân có màng của Rotocetus là bộ máy bơi chính của nó, trong khi chiếc đuôi chắc khỏe dùng để bẻ lái. Số 11. Bacillosaurus. Bacillosaurus là một trong những loài cá voi thời tiền sử đầu tiên được phát hiện. Hóa thạch của loài cá voi khổng lồ này được phát hiện vào cuối thế kỷ 19, nhưng đó bị dán nhãn nhầm là thằn lằn cổ đại do thân dài, ngoằn ngoèo và mõm nhọn. Cái tên Bacillosaurus được dịch là thằn lằn vua, là hệ quả của việc xác định sai ban đầu. Bacillosaurus hóa ra là một trong những loài cá voi thời tiền sử lớn nhất từ trước tới nay. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của kỷ Eocene với chế độ ăn đa dạng, bao gồm nhiều loại cá lớn, cá mập và các động vật có vú sống ở biển khác. Số 10. Ichthyocetus. Cá voi tấm sừng hiện đại, thiếu răng, trong khi các thành viên lớn tuổi hơn của nhóm cá voi này không có tấm sừng hàm.
Ithiocetus sống giữa cả hai thế giới nhờ sở hữu tấm sừng hàm nguyên thủy, trong khi vẫn giữ được những chiếc răng đều đặn. Do đó, loại cá 23 triệu năm tuổi này được coi là dạng chuyển tiếp giữa cá voi tấm sừng hàm hiện đại và tổ tiên có răng cổ xưa của chúng. Ithiocetus sống ở cả hai bên Thái Bình Dương, nhưng nó được biết đến nhiều nhất ở khu vực Nhật Bản và Mexico ngày nay, nơi nó sống trong kỷ nguyên Oligocene. Số 9. Odobinocetops. Odobinocetops là một loại cá voi nhỏ có hình dáng kỳ lạ sống trong kỷ nguyên Miocene. Đặc điểm đáng chú ý nhất của loài này là cặp ngà hướng xuống dưới nhô ra khỏi miệng, giống như của hải mã. Chỉ có một loài khác được biết đến là có loài ngà như thế này, đó là kỳ lân của biển cả. Odobinocetops không có răng, điều đó có nghĩa là nó có bộ lọc hoặc bộ phận hút. Các chuyên gia vẫn chưa chắc chắn những chiếc gà này có mục đích gì, nhưng bản chất mỏng manh của chúng có nghĩa là chúng có thể không hữu ích cho việc chiến đấu, đào bới hoặc bất kỳ hoạt động khắc khe nào khác. Số 8. Madracetus. Madracetus được phát hiện từ năm 1905, nhưng nó không có tên hoặc mô tả chính thức cho đến hơn 100 năm sau. Loại cá thời tiền sử này là họ hàng của Bacillosaurus nổi tiếng và sống ở Ai Cập khoảng 34 triệu năm trước. Madracetus tương tự như Bacillosaurus về mặt sinh lý học nói chung, nhưng có thân hình tương đối ngắn hơn. Số 7. Dorudon. Dorudon là loại cá voi 40 triệu năm tuổi, có họ hàng gần gũi Bacillosaurus. Trên thực tế, nó giống với Bacillosaurus đến mức các nhà khoa học từng cho rằng hóa thạch này đơn giản là phiên bản chưa trưởng thành của loài cá voi kia. Dorudon là một loại cá voi tương đối nhỏ với chiều dài trung bình chỉ khoảng 5 mét. Nó là loài săn mồi tích cực ở những vùng biển ấm áp trên khắp thế giới, săn các loài cá nhỏ, động vật thân cứng và các loài động vật thân mềm. Hóa thạch của Dorudon đã được thu thập từ nhiều địa điểm khác nhau, từng là một phần của biển Tethys thời tiền sử, chẳng hạn như Ai Cập, Pakistan, Hoa Kỳ và New Zealand. Số 6. Squaludon. Tên của Squaludon được dịch là răng cá mập, một đặc điểm khiến nó khác biệt với các loài cá voi đương thời khác. Đến thời kỳ Oligocene, hầu hết cá voi bắt đầu mất đi những chiếc răng nổi bật để chuyển sang những chiếc răng hình nón đơn giản hoặc mất hoàn toàn. Squaludon là một trong số ít trường hợp ngoại lệ có hàm răng trên má nổi bật, tương tự như cá mập Squalus. Nó sống từ 28 cho đến 14 triệu năm trước và là loài săn mồi sung mãn sống bằng chế độ ăn cá và động vật chân đầu. Squaludon là một trong những loài cá lâu đời nhất có bằng chứng về khả năng định vị bằng tiếng vang. Số 5. Miacetus. Miacetus là một loài cá voi thời tiền sử lưỡng cư, sống trong kỷ nguyên Miocene sớm. Giống như nhiều loài cá voi thời tiền sử được biết đến cùng thời kỳ, Miacetus dành phần lớn thời gian ở dưới nước nhưng cũng có thể lên cạn để giao phối, sinh con hoặc săn mồi. Việc phát hiện ra hóa thạch của một con Miacetus cái đang mang thai và bào thai nằm ở vị trí đầu tiên xác nhận giả định rằng loài cá voi này có khả năng sinh con trên đất liền. Miacetus là một loài cá voi thời tiền sử cỡ trung bình với chiều dài khoảng 2,6 mét và trọng lượng tối đa khoảng 280 cho đến 390 kg. Số 4. Janjucetus. Mặc dù được gọi là cá voi tấm sừng hàm, nhưng Janjucetus không có tấm sừng hàm, hay còn gọi là hệ thống lọc thức ăn trong miệng của cá voi tấm sừng hàm hiện đại. Thêm vào đó, loài cá voi khổng lồ này có hàm răng giống cá voi sát thủ hơn. Bộ răng của loài này bao gồm những chiếc răng lớn có tác dụng kẹp và xé con mồi. Nó được phân loại là cá voi tấm sừng hàm mặc dù không có tấm sừng hàm, do những điểm tương đồng trong nghiên cứu hộp sọ của nó và hộp sọ của cá voi tấm sừng hiện đại. Janjucetus sống trong kỷ nguyên Oligocene khoảng 25 triệu năm trước. Với chiều dài trung bình khoảng 3,5 mét, Janjucetus nhỏ hơn bất kỳ loài cá voi tấm sừng nào còn sống. Số 3. Mammaludon. Mammaludon là một chi cá voi tấm sừng cơ bản, có nghĩa là nó nguyên thủy so với họ hàng ngày nay. Nó sống trong kỷ nguyên Oligocene khoảng 25 triệu năm trước. Do thiếu cấu trúc ăn lọc, khoảng trống lớn giữa các răng của loài cá voi này, các chuyên gia cho rằng thói quen ăn lọc tương tự như thói quen ăn lọc của cá voi tấm sừng hàm hiện đại khó có thể xảy ra với loài cá voi này. Thêm vào đó, nó sử dụng chiếc mõm tròn để khuấy động trầm tích ở đáy và hút các sinh vật nhỏ sống ở đáy biển. Số 2. Gigophysiter. Còn được gọi là cá nhà táng sát thủ, Gigophysiter là một loài cá voi đã tuyệt chủng sống trong kỷ nguyên Miocene cho đến khoảng 7 triệu năm trước. Nó phát triển đến chiều dài trung bình khoảng 6,5 đến 7 mét, khiến nó có kích thước tương đương một con cá nhà táng cái ngày nay.
không giống như những người anh em họ hàng hiện đại của nó. Jago Physeter có hàm răng lớn với miệng răng ở cả hàm trên và hàm dưới. Loài cá voi này có cái đầu lớn với mõm dài, được trang bị một chiếc mỏ mạnh mẽ để định vị con mồi bằng tiếng vang. Jago Physeter có khả năng bơi rất nhanh, đạt tốc độ lên tới 4 km/h. Tốc độ này cao hơn tốc độ trung bình của cá nhà táng hiện tại. Số 1. Leviathan. Leviathan Melville là một con cá nhà táng dài khoảng 20,7 mét và nặng đến 102 tấn, sống trong kỷ nguyên Miocene khoảng 13 triệu năm trước. Nó được coi là một trong những loài cá nhà táng lớn nhất mọi thời đại. Loài cá nhà táng khổng lồ này sống chủ yếu ở phía đông nam Thái Bình Dương. Nó là loài săn mồi đỉnh cao của vùng biển Miocene với cái đầu to và mõm dài, khỏe. Mỗi chiếc răng của Leviathan có kích thước lên tới 36,2 cm, khiến nó trở thành loài có hàm răng lớn nhất so với bất kỳ loài động vật nào dù còn sống hay đã tuyệt chủng. Leviathan săn hải cẩu, cá mập và các loài cá voi khác. Cá voi tấm sừng hàm là một phần quan trọng trong chế độ ăn của Leviathan. Nó có chung môi trường sống với các loài săn mồi đỉnh cao khác như Megalodon nổi tiếng. Việc bắt số lượng lớn con cá voi thời đại tiền sử này có nghĩa nó có thể xé nát một miếng lớn con mồi chỉ bằng một cú cắn mạnh mẽ. Vừa rồi là 15 loài cá voi nổi bật từng xuất hiện ở đại dương thời tiền sử. Một lần nữa mình xin nhắc lại, vì còn rất nhiều bạn hiểu nhầm rồi trách mình, nên các video đăng tải chỉ nhằm mục đích cùng các viewer tìm hiểu và sửa sai kiến thức cho nhau, chứ không phải là video truyền tải kiến thức. Và nội dung trong video này được chúng mình góp nhặt từ nhiều nguồn, nên nếu có thông tin cần đính chính, các bạn vui lòng để lại bình luận bên dưới để mình và các anh em viewer cùng tham khảo nhé. Nếu thấy video này hữu ích, hãy để lại một like, subscribe cũng như ấn chuông để không bỏ lỡ những video thú vị khác của Untrace nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bây giờ thì xin chào và hẹn gặp lại. None.